Cất công chuẩn bị kỹ lưỡng từng chút một, nhiều người phải tự tay làm mọi thứ để mâm lễ của họ tươm tất nhất trước khi dâng lên cúng bà. Vật phẩm có thể là trái cây, heo quay hay đơn giản chỉ là những trái bắp luộc, muối gạo, nhưng tất cả đều chứa đựng lòng thành của người đến chiêm bái. Cứ thế tiếng lành đồn xa, bà chúa xứ trở thành điểm tựa tâm linh cho rất nhiều người, đặc biệt là người dân các tỉnh thành phía Nam, để lại sau đó là những giai thoại khó có thể lý giải được. Tôi đi cái này là 20 mấy 30 năm rồi. Rồi đi liên tục rồi, cứ một năm là hai lần mà tôi đi như là mấy chục năm rồi. Có niềm tin nữa là đi thì cái thứ nhất thì công việc làm ăn của mình. Rồi cái thứ hai đó là về cái sức khỏe của mình cũng như là gia đình mình. Thì cũng lên xin bà phù hộ cái sức khỏe cho mình và gia đình mình là thả một năm là mạnh khỏe. Rồi công việc làm ăn là phát tài. Đầu năm thì mình đi xin bà thì cũng như là về sức khỏe với lại về cũng như mình gia đạo mình bình an vậy đó. Thì xong rồi cuối năm thì mình đi trả lễ. Nhiều nghiên cứu cho rằng tượng bà được thờ tại đây có nguyên gốc là một pho tượng cổ. Theo ban quản trị miếu, vào năm 1941, một nhà khảo cổ người Pháp đã đến miếu bà chúa xứ núi Sam khảo sát rất tỉ mỉ và sau đó công bố kết luận tượng bà thuộc loại tượng thần Vishnu, tạc dáng ngồi nghỉ ngợi quý phái bằng chất liệu đá son có giá trị nghệ thuật cao, ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 6. Có lẽ vì thế mà với nhiều người được dâng lên tượng bà những bộ áo với sự cất công chuẩn bị như thế này là điểm may mắn. Các tỉnh luôn, nếu mà tính ra là các tỉnh là về với bà cho đó, về Phan Thiết, Đà Lạt, các tỉnh về đây. Đông thì có đông nhưng mà cũng vẫn là trật tự, chứ không có để mà gây rối là bắt an ninh gì hết. Rất là cái nề nếp và lịch sự. Còn hai là cái thứ ba là cái về cái an toàn, về cái nói chung về tất cả về mọi việc về an toàn, về các cái nói chung là về cướp giật các thứ là không có, trộm cắp thì không có. Năm 2015, lễ hội vía bà chúa xứ núi Sam được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hàng năm nơi đây có khoảng 4 triệu khách thập phương đến cúng bái và tham quan.